Chuẩn bị đón mừng Giáng sinh, vườn thú London ở thủ đô nước Anh những ngày này cũng thực hiện trang trí để đem không khí và niềm vui Giáng sinh đến cho các loài động vật cũng như du khách tham quan. Thế nhưng ngay khi các nhân viên vườn thú vừa trèo những chiếc vòng Giáng sinh tự kết lên chuồng của những chú lạc đà không biếu vùng Nam Mỹ, thì những con vật tinh nghịch này đã lập tức nảy ra ý tưởng sử dụng chúng vào mục đích khác. Hai mẹ con nhà lạc đà Yama, hay còn gọi là lạc đà alpaca tinh nghịch, đã nhanh chóng biến chiếc vòng Giáng sinh kết bằng những loại lá ăn được trong vườn thú thành bữa ăn của chúng. Năm 2019, con lạc đà con tên Ande cũng chính là con vật có vinh dự chính thức cắt băng khánh thành một khu hấp dẫn mới của vườn thú có tên gọi khu phiêu lưu của động vật bằng cách ăn giải băng khánh thành làm bằng lá cây. Lạc đà không biếu vùng Nam Mỹ hay còn gọi là đà mã thường được nuôi lấy thịt và sức kéo bởi các nền văn hóa Andes từ thời kỳ trước khi Colombo tìm ra châu Mỹ. Chúng chủ yếu ăn cỏ và cây bụi, khi trưởng thành có thể cao 1,7 đến 1,8 mét và nặng 130 đến 200 kg.